Hello các tình yêu anh em nhé. Hello cả nhà, chia sẻ nhé, có ít đồ chơi. Có ít cái van này của Yamaha hay bị hư này anh em. Comment rẻ nhá. Đấy, hòa ga 3779 này. Xin chào anh Hùng David nha. Rồi bộ ba này lắp cho SCR Lead A Black. Rẻ nhá. Đấy, bình thường nó phải là 400 ngàn một phát, bữa nay nó rẻ, anh em comment. Nay bị chết TB và cả pin map. Nổ cái lừng khừng này. Bình thường cái này là 400 ngàn một con, bữa nay nó rẻ lắm. Comment. Kèm theo cho anh em xin luôn này. Đấy, cộng xin nó bị chai, nó không êm. À, lọt gió ra ngoài cả pin map. Đây, lead SCR ok nha. Mấy người vài cục anh em ơi, không hết. Rồi đang ship toa hàng xong rồi, đến trưa live stream cho anh em luôn. Sờ mất tun. Đồng hồ áp bơm bi nồi côn. Và đặc biệt cái thắng này, dây thắng này của ABS của SH nha anh em, nó rẻ luôn nha. Nó hay bị báo lỗi 11 nha. Đấy anh em tiêm sợi 2-3 sợi về nhà, báo lỗi 11 chúng ta loại trừ luôn. Tí mình sẽ cắm cho xe test cho anh em con SH. Đây dây trước này, dây sau nó ngắn này, rẻ mỗi người khoảng 2-3 sợi về nhà, chúng ta có cái loại trừ nó rẻ lắm. Trăm ngàn bạc về chúng ta đỡ bị hằn, chuột nó cắn hoặc là cạ dây là múc luôn, làm 5 lít. Chúng ta lấy cái đồ thử của SH này. Đây test nhẹ cho anh em xem này. Chia sẻ cả nhà ơi, đây này. SH. Nó hay bị báo lỗi 11 nha anh em. Đây. ABS sẽ nhấp nhô. Đó. Rồi, chúng ta tắt khóa đi, chúng ta cắm vào này. Ăn ngay. Rồi, OCK, bật khóa điện lên. Hết lỗi. À, anh Hùng David, anh phải comment lại cho em. Có gì anh gọi cho em cái, vào nhắn tin cái anh em mình kết bạn, có cái gì đâu, anh em mình mở. À, tình nghĩa anh em. Đấy, ok chưa? Nó trên chị báo cái lỗi 11 nhá. Đó. Có ít sợi thôi nha anh em, comment nha. Đang live stream anh trai ơi. Vào xem live stream chút rồi tí em coi em ngủ lại nha. Zalo nha các tình yêu. Mỗi người khoảng vài con anh em. Nó hay bị báo lỗi 11 lắm ấy. Trời, về cắm cái ăn ngay, bắt cái ốc T8 6 ly. Và cái đầu này nó hay bị hư nha anh em. Nè, từ trường này anh em này, nó còn mặn này. Thấy chưa? À. Đấy, chúng ta coi lực hút từ trường này. Mỗi người 2-3 sợi nha, không hết nha. Trước sau. Rồi, van ISC. Trời, quay ro ro. Nhiều anh em lắp vào nó bị tòe cái đầu này, nát hết cái đầu này này. Nên nó hỏa ga này anh em. Hư cuộn dây, comment. Đấy, bộ ba này bình thường nó 400 ngàn. Bữa nay nó rẻ nha.
preview thì tùy theo lúc nó hàng về anh em. Đây nè, tháng sau này. Đây. Ở chê. Rẻ thúi. Cắm vào cái hết bao lỗi lượm lúa. Ôi anh em thấy không? Từ trường nó còn mặn lắm. Rồi Winner lắp trùng với xe SH 2017, 2018, 2019 nha anh em. Đây cái này về nhà lắp cho Winner và SH này nó hay bị chết TV nữa này. Cái dòng này mới Winner là một chết liên tục. Chúng ta làm một phát 850 cho tới 1 triệu. Chào anh Tega Xuân Dần. 850 cho tới 1 triệu, xe SH 110 mấy triệu mà anh em, con này 115 triệu, dạ mới ra mà. Thì 1 triệu là quá rẻ. Và Winner. Mới ngồi vài cục, chiều nay mình lên toa luôn. Rồi, mô bị sườn rắc dài nhá. Hay luôn xem đi. Liên Vũ, xin chào anh trai nhá. Rồi, CKB này của Vision về nhà anh em chỉ cần cắm bục cái là xong. Này. Hàng ok nhá. Nhựa đục nha, không phải là nhựa bóng nha anh em nha. Đây. Nè. Đó. Nguyễn Dương, xin chào anh. Đấy, buổi trưa anh em comment cái gì, đêm nay em sẽ dạy là buổi cuối. Đêm mai sẽ giao lưu chia sẻ với anh em. Mỗi người khoảng 2-3 cục nha. Nhiều lúc anh em đây này, vào trong hết này, gần đây này, nó thay hết cả họng. Đấy, anh em mà vừa rồi đã hỏi cái van ISC này, van guarantee tự động của IA này, vào trong hết nó làm luôn cả họng. Hơi bị nhiều tiền. Mua về múc. Thứ nhất anh em múc, cái thứ hai nữa chúng ta loại trừ khỏi cần phải gắm điện trở. À, về nhà cái van này nó không xay, cắm cái van mới vào cái là xong. Anh em hiểu không ạ? Không cần phải thử. Rồi, cái này cả biến map hả? Hực 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 hực, cắm vào cái xong. Ok, khoa lưu. Trời ơi, bữa nhiều anh em nào hỏi, anh em nào ở Đồng Nai cũng hỏi cái này nè, vào toa đi, lấy hai cục. Trời, em có ít cục à, lâu lâu nó mới mở lẻ ra nó bán nè. 2, 4, 6, 8, được cho 9 cục à. Nè, 10 cục. Mỗi người hai cục, IA vào và tiêm, mất guarantee rồi thay luôn. Nhiều cửa hàng khác nó lắp không được ấy. Vào mình thay là chuyện bình thường. 500-600 ngàn một con. Rồi Winner. Rồi về nhà cứ vậy cắm vào. Xin chào Nguyễn Thị Phi Thon. Rồi anh em này ủng hộ vài bộ bi với cái đồng hồ đo áp bơm. Rồi bỏ kèm đây luôn ba ổ bi này, về nhà lắp cho 125-150 chắc chạy sát hát. Bảo hành tẹt kim. Về lấy 250k một bộ. Nha, về nhà anh em thay 250k một bộ. Võ Viết Cường vào toa luôn anh, có vài con anh. Đấy, mô bên sườn này, CKB này vào toa cho em. Em bán nó chẳng khác gì bán rau má ngoài chợ mà. Bán thịt cá ngoài chợ. Anh em thương tình ủng hộ vài con. Em kiếm lon nước uống buổi chiều nay. Được không cả nhà?
Rồi SU em còn vài hộp, mới rao hai hộp SU đây. Cái này SU đi Vĩnh Phúc. SU K59 cái này đang hiếm bộ. Rồi hai bộ nồi với bộ SU áp bơm đang lên toa khá là nhiều toa nha anh em. Chiều nay em sẽ cố gắng trả hàng cho cả nhà. Đây toa, cả đống toa. Rồi, anh Văn Phúc này. Hai tụ bơm này, đúng không ạ? BTB này, CKB này, Kim Phun này, bộ SU này, ECM K44 này. Trời, trong này còn trần giỏi nữa. Ôi, trong này chắc phải mười mấy toa. Em cố gắng ship đồ cho anh em nha. Dây hết khóa đó chưa anh? Đêm nay nữa là hết anh em ơi. Chuẩn bị có một khóa đặc biệt ở cái cuối năm nay nữa là chúng ta kết thúc. Từ đây đến Tết tôi sẽ dạy một khóa online nữa là xong. Đấy, trên đời này chúng ta nhất đồ nhì nghề, chúng ta tiếc gì. Đúng không? Cần gì phải lỗi 11, cần gì phải lỗi bao nhiêu, hỏi ai làm cái gì, cắm vào cái là xong. Nếu mà không xong nữa là nó chết hộp đen. Trên ABS này cực kỳ đơn giản, báo lỗi 11 nha. Can chỉ cần cắm cái dây này vào phát, can đo thông mạch một cái, không hết lỗi. Anh em báo thay cái bộ này luôn. Cái bộ này thì mắc, rất ít khách hàng thay. Bộ này tầm 5-6 triệu bởi vì nó 2 cân. ABS này dễ hơn là chúng ta thay long nhớt nếu báo lỗi. Lỗi 54 anh em kiểm tra nguồn và mát. Vào chân số 9 và chân số 18 coi như là chết hộp này. Đúng không? 9 và 18. Đó. Còn nếu báo lỗi số 11, chúng ta rút ra, cắm cái dây này vào là xong. Còn báo lỗi nữa đo thông mạch. Đó. Rồi khóa sau em sẽ thông báo sau. Khóa sau là cắt kiếm tiền, nồi niêu song chảo và chiến lược kinh doanh Smoky. Chỉ anh em sửa những cái ban ok luôn về Smoky. Rồi khóa học sau là em sẽ tổng cộng lại full nồi niêu song chảo Smoky, chiến lược kinh doanh đủ các kiểu. Khóa đấy sẽ gồm trong vòng 7 ngày liên tục. Đêm nay nữa là đêm thứ 10 anh em. Đêm thứ 10. Rồi anh em mà cần cái gì, chừng nào có thông báo thì em sẽ like ở trên cái fanpage của em nha. Khóa này em sẽ dạy ít, nhưng tiền nó chát lắm đấy nha anh em. Khóa này nó phải vài triệu ấy. Khóa này hầu như nó đủ các loại cắt để kiếm tiền. Khóa này kiến thức và kiếm tiền. Anh em nào tiếp thu nhanh, đánh nhanh rút gọn thì chúng ta sẽ có tiền ở khóa này. Cuộc sống mà cần phải nhanh để kiếm tiền. Được không anh Nguyễn Thanh? Khóa này sẽ tổng thể loại về Smoky, về nồi niêu, về động cơ và cái đặc biệt là cách cắt kiếm tiền. Được không anh Nguyễn Thanh?
Rồi lại học phí lại là 0 đồng. Alo. Vừa rồi em cũng ghi là người nhận Ngọc Trí mà cái toa trước mà cái toa mà bó dây điện đấy. À, rồi tí em sửa lại. Rồi, tí em sửa lại cái tên của anh ấy gì. Thôn Ngọc Trí hả? Thôn Ngọc Trì, Đại Lộc, Đại Lộc Hậu, Thanh Hóa đúng không? Rồi, từ từ từ, thôn Ngọc Trì đúng không? Rồi. Hậu Lộc, Thanh Hóa, Minh Công. Chứ vừa rồi em tên là Trí, em đặt tên là Ngọc Trí nên người ta tìm không ra đúng không? Rồi, ok anh. Và đặc biệt cảm ơn tất cả anh em ở khu vực phía Bắc, đặc biệt là Thanh Hóa ủng hộ Đình Tuấn rất nhiều. Tuấn cảm ơn tất cả anh em xứ Thanh. Có dịp Tuấn về Thanh Hóa giao lưu với anh em một chuyến xứ Thanh nha. Thank you. Và anh Tay Ga Xuân Dần nữa, bữa nào em về nhà em gặp anh. Nói chung là hàng em đi Thanh Hóa khá là nhiều. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành và ủng hộ Tay Ga Đình Tuấn. Múc nha anh em. Kèm theo cho anh em cộng xin này, nhiều lúc nó thổi bay mất này, nó chai này, xin thì nó cứng này. Cái sự êm ở giữa bộ ba cảm biến tì đè vào trong bộ họng ga này, không còn sự tốt, nó như kiểu cộng xin đấy. Anh em hiểu không? Thì đương nhiên nó sẽ lọt gió. Rồi sang năm hết Covid, Tín Toán sẽ ra xứ Thanh Hóa chơi một chuyến, thăm nhiều anh em khu vực Thanh Hóa. Đấy. Và cảm ơn vừa rồi có một anh ở Thanh Hóa đã tặng cho Đình Tuấn mấy chục bộ nồi. Cảm ơn anh không lấy tiền. Rồi, ghé xứ Thanh, Tuấn sẽ đạp chuyến bay tới anh đầu tiên. Xin chào anh Bùi Văn Trương, một đại gia của một khu Hà Nội. Có rất nhiều trung tâm sửa chữa xe máy. Anh ấy có 4-5 cửa hàng. Xin chào anh Văn Trương. Rồi, hết Covid em sẽ đi thăm các anh em hết. Bởi vì khi mà chúng ta đã đủ tới tầm rồi thì làm nhiều nó cũng thế. Và em đang ngóng thời gian nó trôi đi thật nhanh để hết cái hợp đồng này em xây cái nhà. Xây một cái nhà như mơ. Rồi xin chào ông chủ lớn Văn Trương, ăn nổ quá, nổ cái gì? Có 5 cửa hàng thì cứ bảo 5 cửa hàng cho anh em cùng biết. Một ông chủ trẻ, năm nay mới gọi là 9X, nhưng trong tay và hoài bão rất lớn. Chúc mừng ông chủ trẻ Văn Trương. Comment nhá, Van ISC nhá. Có 10 con mới ông, khoảng 2 con, 5 ông thì hết. Không có, em hẹn vào đêm nay livestream, đêm nay em sẽ tan khóa học. Đêm mai đi, đêm nay em sẽ dạy khóa 10 đêm là đêm cuối. Trên một con xe Vision và con xe Vespa. Và em sẽ giao lưu với anh em trong nhóm học 1 triệu, 1 triệu 10 đêm quá rẻ. Có nhiều ông bảo kiếm được 1 triệu rưỡi rồi. 10 đêm bỏ ra 1 triệu nhưng nhiều ông bảo kiếm được 1 triệu rưỡi rồi. Quá lời 500 kiến thức. Mang theo chúng ta đi mãi mãi, tới khi nào không cầm cà lê nữa thì thôi. Kiến thức mang đi khi nào xuống dưới kia thì thôi. Anh có 2 cửa hàng nhỏ ở quê, chú có 5 cửa hàng, sao anh bì với chú được? Rồi. Anh Ngô Minh Công, thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Em gửi theo địa chỉ này, ô xì kê. Và đặc biệt những anh em ở Vĩnh Phúc,
ủng hộ khá là nhiều. Chiều nay sẽ đi 4 toa Vĩnh Phúc, hiện tại đang có 2 toa ở Vĩnh Phúc. Rồi anh em mua sầu mất tun tặng cho anh em phần quà nhỏ ở trên cái hộp trên. Đấy, Vĩnh Phúc. Và hình như cái này cũng là Vĩnh Phúc nữa thì phải này. Rồi xem lại nào. À, cái này ở Bắc Giang. Cảm ơn tất cả anh em thợ sửa xe máy. Mua một bộ bi thì Tuấn cũng ship. Mua một cái van này cũng ship. Anh em cứ lên toa. Một cái dây ABS này cũng ship. Một dây cũng ship. Một cục Mobison cũng ship. Anh em cứ thoải mái đi. Xin chào ông công tử xe. Mẹ đúng là biệt danh công tử xe giàu mẹ kinh khủng ở Quốc Oai. Xây cái nhà như cái lâu đài ấy. Bữa nay lại mang đập tiệm xây một cái trạm bảo hành. Mai mốt lại kéo một đội quân về nhà gia công tiện nồi bẻ độ đủ các kiểu. Mẹ nổi như cồn ở Quốc Oai. SH 115 triệu có quyền tiêm từ 1 triệu cho tới 1 triệu mốt trên TBS. Được bảo hành cho người ta 3-6 tháng. Chào ông chủ lớn, công tử xe, mẹ xây cái nhà 3 tỷ 8. Kêu có đâu em. Mở cái trung tâm mới xây cái nhà hết 3 tỷ 8. Rút ngân hàng ra 4 tỷ, còn thừa được 2 lít. Lắm tiền thật. 3 tỷ 8 là con số khá là lớn. Với nghề chúng ta sửa xe dầu nhất, một ông thợ sửa xe máy bình thường cầm trong tay 3 tỷ 8 xây cái nhà thì không phải là dạng vừa. Xin chào anh Huy Phạm Văn, Phạm Văn Huy. Mới anh này phải sửa lại Facebook mới được, đọc cho nó dễ. Vi sờn nè, nó hay bị chập dây ở đây nè, nó đứt nè, nó chạm, đồng thời nó sẽ chết sơ cơ bê. Và nhiều lúc nó nặng, nó sẽ chết luôn cả IC. Múc luôn IC nhá. Đây, múc luôn, hạ cánh cò bay. Phố núi, hello anh trai. Gặp Đình Tuấn thì không giàu được thì cũng nhanh lấy lại tiền học phí lắm các anh ạ. Các anh đừng có bắn đo rồi tiền học phí. Mới có 10 ngày mà nhiều ông lấy lại vốn hết rồi. Có 1 triệu bạc. Thật sự chúc rằng các anh rằng các anh làm những con xe đắt đỏ, thật sự một con xe vào lấy được 1 triệu học phí, tin không? Một con xe lấy vào lấy tiền học phí 1 triệu ngày. 3 triệu thì làm 3 con xe, khóa học kế tiếp sẽ phê. Nó sẽ thay đổi tất cả cái tư duy mang lại cái sự thành công cho cửa hàng anh em. Văn Quyết mô tô tí vào Massager dùm anh em trai ơi. Em lấy cái gì vào Massager dùm anh luôn nhá. Làm con này về nhà tiêm Novo này. Đồ giả thôi công tử xe ơi, hù ma dọa khỉ thế thôi. Em có thiếu cái gì anh công tử xe? Em thiếu cái nhà giống anh thôi mà chưa làm được bởi vì cái nhà nó quá lớn. Còn em bây giờ có thiếu cái gì đâu. Thiếu cái nhà thôi, chưa xây được công tử xe. Còn riêng em bây giờ không thiếu cái gì cả. Và thiếu con ô tô nữa thôi. Alo. Dạ. Dạ. Ờ. Đâu số này hả? Ờ, để em vào lại nào. Dạ. Thông cảm chút, đồng quá. Rồi, để vào.
Rồi vào nhắn tin cho xin cái toa nhá, để kiểm tra lại cái này, để chiều nay gửi luôn. Sorry nhá. Vẫn còn trong fanpage. Mà cần gì đâu kiếm, mình thích lấy cái gì mình nhắn lên cái toa chứ. Rồi. Ok, ngon lành mà, winner rồi SH lượm kèo 850 cho tới 1,1 triệu nháy. Ok, vào Zalo đi báo cho. Xong tương lai thì Tuấn xây cái nhà bên dưới 125 m² dài, bên dưới xây một phòng ngủ, một cái bếp ăn, một cái toilet, một cái nhà tắm. Thế thôi, còn ở để dưới để chống xe hết. Và cung cấp cho anh em phụ tùng. Sau này hướng dẫn được cái gì đó thì hướng dẫn cho anh em. Bên trên làm hai cái lầu, tiếp tục cái toilet chẳng hạn như vậy. Đảm bảo rôm ra bèo gì 2 tỷ kiếm chưa ra. Chưa ra được anh em ạ. Xây một cái tấm thôi, xây một lầu thôi, 125 m dài, ngang 5 m cũng được anh em ạ, 125 m² mà. Để khoảng 10 mấy m trống xây cái phòng ngủ, cái bếp, bên trên làm hai cái lầu cho hai đứa con nó ở, nó sinh hoạt riêng. Xin chào anh trai thân hiền, em gửi hàng rồi nha. 2 tỷ phê phết đấy. Bây giờ tài khoản mới có 300, thiếu 1,7 tỷ nữa. Chắc 1 năm nữa chắc đủ. Xây nhà để xe hết, không có bán thế nào cả, để đó. Sau này mình không đi nữa, thằng con nó bán về trai thì bán. Hứa với anh em cái dàn xe này mà làm ăn lộc đến không bao giờ bán, mua thêm. Nên phải xây cái nhà để chất, sau này anh em chiêm ngưỡng tới chỉ có dạy học thôi. Sau này tới đâu đâu lại có khóa học hay cho anh em tới trực tiếp. Mua thêm nhiều con xe đời mới nữa cho anh em tới vọc, bởi vì đồ nó khá là nhiều. Hai tỷ là xây là đẹp anh em ạ, 2 tỷ là xây là không có phải uy vết, bởi vì một lầu thôi mà, 2 tỷ là không uy vết gì hết. Mười mét thì đẹp anh em ạ, 10 m là xây đẹp quá, 10 m thì mà phải bán mấy lô đất nữa mới làm được cái lô 10 m. Xin chào người em trai Hiếu xe máy. Hiếu xe máy đây cũng là một đại gia này. Mới xây cái nhà tầm hết 2,8 tỷ. Thấy đẹp phết, chắc phải tầm 2 tỷ quá. 2 tỷ là đẹp anh em. Trời giờ quê mà xây nhà 2 tỷ ở như mộng ngay. Thích trên đổ một lớp khoảng 10 phân làm cái nhà máy thái ở cho nó mát. Trên lợp gạch. 2 tỷ xây tẹt kim. Nói chung chỉ có một lầu mà. Đổ khoảng 2 lần mê. Mê lầu trên và lê mê mái. Gọi cái xe bê tông tới mẹ tưới phát. Thời buổi này đời nào phải nhạo nữa anh em. Chờ xe bồn cái mẹ tới phát là nó fit. Hết cái nhà này, hết hợp đồng nhà này sẽ xây. Ở cho nó sướng cuộc đời. Chứ bây giờ nói chung là không có thiếu nhà ở đâu. Nhà bên trên kia vẫn ở, chẳng ai ở. Chẳng qua bây giờ thích để xây, làm vốn.
Còn bây giờ xây ra có ai ở đâu? Có hai vợ chồng, hai đứa con ở cái nhà trên ngôi dân tự. Giờ xây nữa bỏ đó, chả qua chắn tiền trạm để làm cái gì? Mình không cần phải thuê nhà để xe. Cái thứ hai, vợ chồng nhiều lúc đục đục nhau chạy ra ngoài đó ngủ, đỡ mất tiền khách sạn. Anh em hiểu không? Đỡ nào đuổi. Đấy, rủi ro hai vợ chồng cứ kinh lộn, mẹ đánh lộn nhau. Ôi giời, đi ra cái ngủ cho khoái. Đúng không thử xe? Đời mà ai dám ho? Mẹ, phút đấy thì không ai dám ho cả. Rồi thằng con trai bảo mày có đi theo bố ra ngủ với bố không? Nó bảo dạ, con đi bố, ok. Nhà trên này cho hai mẹ con nó ngủ, nhà kia hai bố con mình ngủ. Hưởng anh em ạ, à, không có chết. Nó tới đó thôi, làm tới đó thôi. Mơ gì vài chục tỷ, không tới nổi đâu. Miễn sao cảm thấy nó sướng là được. Xây. Nhiều anh em có cái phong tục bởi vì vẫn ở khổ, có nghĩa là sao? Nhiều lúc anh em tiền nhiều quá, các bạn không xây. Đơn giản những người bạn của Đình Tuấn đây, có một đứa con gái không à? Đất ở Gò Vấp nó tới 4 lô, nó vẫn cày hục hục như trâu ấy. Đấy. Bảo đẻ thằng con trai, chưa đẻ được, mai mốt thằng rể ăn hết. Một đứa con gái mà hiện tại bây giờ cái tuổi nó khoảng ba mấy như thế này, nó có 4 lô đất. 4 lô đất ở dưới Hóc Môn là anh em biết rồi, ở An Sương là anh em biết rồi, trong hẻm mới ở ngoài. 4 lô nó phải rơi vào 10 mấy tỷ, 20 tỷ đúng không? Cho 10 mấy tỷ đi. Có đứa con gái cày húc mặt. Một đứa mẹ làm chi lắm. Giờ cứ làm tèn tèn, sức khỏe, tập thể dục, đạp xe, kiếm những cái đồ ăn ngon về nhà mà hưởng thụ. Bởi vì cuộc sống này, sống nay thì chết mai, bởi vì tiền nhiều quá mà. Còn vấn đề ấy, mà nghèo ấy thì chúng ta phải làm. Còn khi mà có của ăn, của dư rồi, nó cán mốc tới 5 ngón tay trở lên rồi. 5 ngón tay ở trở lên mà anh em ở quê thì anh em sống như một ông hoàng, nếu chúng ta biết cách sống. Anh em công nhận điều đó không? Ở quê, ở một thị xã hoặc là huyện gì đó, trong tay anh em ôm đủ 5 ngón này, có nhà, có cửa, mà trong tay anh em còn dư được chừng này ra nữa, thì anh em không cần phải suy nghĩ gì. Chúng ta không có đua đòi, chúng ta không chơi cờ, cá bóng, đá độ, không bị bạn bè rủ rê, thì 5 ngón tay này thì sống tới mạt kiếp không hết. Bởi vì chúng ta vẫn làm ra tiền hàng ngày, vẫn còn của dư mà. Và tiếp tục 5 ngón tay này nó lại đẻ. Thì hỏi các bạn làm sao mà tàn phá được hết tiền trừ khi chết. Anh em công nhận điều đó không? Nên chúng ta không cần phải mơ gì nhiều. Chúng ta vẫn sửa xe tèn tèn, kéo thơm thì làm, khách quen thì làm. Rõ ràng. Chứ không phải là vào tư vấn phải vá vài cái lốp, thay vài cái xăm nữa. Bởi vì xe ga càng ngày càng nhiều, chúng ta có quyền lựa chọn. Khách người ta thích mình, gọi làm ở đây là không chờ được ăn. Hiện tại bây giờ cửa hàng bây giờ em làm ở phục vụ anh chị, còn có một mình. Còn anh em thuê thằng thợ làm lặt phặt, còn khách hàng quen người ta cứ giải xe. Lúc ấy có cái uy tín, có một cái thương hiệu của anh em mà làm ở quê nó khác mấy ở thành phố lắm. Người ta cần xe đi liền. Ở quê thích, đây, nhà có vài con xe, anh chị lấy đi đỡ, xong em gọi, tới thanh toán tiền, nhẹ nhàng, không bằn khoăn, nhăn nhó ngày mai khỏi sửa. Lúc đấy cho các bạn có quyền lựa và chọn, chứ cuộc sống này không phải là khinh người, khinh thường. Bởi vì cuộc sống này các bạn quá khổ, anh em quá khổ. Để đạt được cái mức ngày hôm nay thì anh em phải bỏ ra gì? Máu, sức khỏe, lưng, vai, những giọt mồ hôi, những cái đắng cay cuộc đời này, để chúng ta hôm nay lấy được. Thì chúng ta phải có quyền lựa chọn. Còn chúng ta không có quyền lựa chọn, chúng ta lại cứ nhao đầu và chúng ta làm tiếp, thì chúng ta sẽ chết sớm. Ai hưởng? Khi chúng ta là quá nhiều. Đó là cái chia sẻ của Đình Tuấn. Mỗi cái người có một cái cách sống riêng, mỗi người có một cái tư duy riêng. Đấy. Thì xin phép anh em chia sẻ câu chuyện này. Nếu anh em nào không đúng với cái tâm trí của mình thì rất mong anh em
và thông cảm bỏ qua. Mình tới đó thôi, cần gì nhiều. Con cái thì ở ví dụ nhiều anh em có con ít thì chúng ta phải bảo vệ sức khỏe, đừng cố gắng kiếm quá nhiều tiền, nó ảnh hưởng lắm. Kiếm càng nhiều tiền, bộ não của các bạn càng phải di chuyển. Khi trong tay chúng ta chỉ có một mình, nếu mà có nhân viên nữa thì không nói, chúng ta bàn giao cho nhân viên. Hai đứa con, hai hoặc là ba bốn lô đất, cho mỗi đứa hai lô. Phải dạy cho nó cắt lớn lên để kiếm sống, chứ mình không thể nào mình dạy cho nó ỷ mình có tiền để nó phá được. Nếu mà nó biết mình có tiền để nó phá thì nó đi một đêm hết anh em ạ. Một đêm thì có thể bay vài lô đất, bởi vì nó xuống tay mạnh quá thì bay hết. Sợ nhất là cái cách chúng ta dạy con khi nó trưởng thành. Ngô Sĩ Nguyên thì anh em mình ai cũng sửa xe nghèo hết, tất cả nó đều là ở cái hố sâu của sa mạc. Anh em mình cố gắng tận dụng cái cơ hội thời đến thì chúng ta phải phất. Bây giờ em chia sẻ như này cho nhiều anh em lớn này và nhiều bạn bè này. Gió đến mà anh em bây giờ mới đi làm diều, làm diều xong lúc đấy gió không còn nữa đó. Nên chúng ta lúc nào phải thủ con diều để chờ con gió phát, chúng ta thả phát lên luôn, lúc đấy cứ căng đét dây cước hoặc là dây dù, cứ đong đưa nhìn thấy con diều ở trên trời thôi. Còn mày nói bây giờ, mẹ mày ơi, con mày ơi, bây giờ có gió rồi, cho bố cái cây để bố uốn, bố làm con diều, hoặc là chạy chợ ra chợ mua diều, người khác ăn mất. Đúng rồi, công tử xe, cơ hội này nó quá hiếm, nên chúng ta chỉ cần chậm một bước, người khác ăn ngay. Người ta không để lại cơ hội cho mình, kể cả sửa xe này, có thằng nào khách vào mà chê không? Đi vào cửa này cảm thấy đông, cảm thấy nó làm không được, qua thằng kia nó có chê không? Nó bảo thôi anh quay về cái cửa hàng kia đi, nó làm cho ăn, hay vào trong này nó dụ dỗ ngon hơn để nó lấy được khách hàng đấy, không bao giờ quay về tiệm chúng ta nữa. Cuộc sống này mà, kinh doanh làm ăn, đối thủ cạnh tranh mạnh là nào cả người thắng thôi. Trên đời này có nào nhường nào đâu, đồng tiền mà nó mạnh cực kỳ. Nói về đồng tiền, nói về Bác Hồ thì chẳng có ai nhường ai cả. Cái quan trọng là cắt kiếm nó như thế nào cho hợp lệ, cho nó không quá với cái lương tâm thôi. Còn đồng tiền chẳng ai chê cả, đúng không các bạn và anh em? Rồi buổi live stream thế thôi. Bữa nào mình sẽ chia sẻ câu chuyện và anh em nào nằm trong cái nhóm chiến lược kinh doanh, bữa nay nó có nhiều cái bài hay lắm. Lại kiếm tiền thôi. Nhân đạt được 5 ngón tay, 1, 2, 3, 4, 5. Mục tiêu anh em mình phải phấn đấu được như thế này, mơ và ước. Nhiều lúc cuộc đời kiếm được 3, 5 ngón tay này cho vòng 2 đến 3 năm, anh em tin không? Phải tin điều đó. Với người dân thường anh em mình sửa xe đấy, 2 hoặc là 3 năm các bạn, nếu trời Phật cho kiếm tít tắc 5 ngón tay. Mình làm được điều đó mà. Nên mình chia sẻ là chuyện bình thường, ở đây không có nổ. Mình có thì mình mới nói như vậy, chứ không phải mà tay ga Đình Tuấn này nó lai ở trên này, nó chẳng có cái mẹ gì nhà thuê, xe thuê, đeo cái lắc giả lắc này chẳng bao nhiêu tiền cả. Đúng không? Cái này thì có 100 triệu, hơn 100 triệu nó chẳng bao nhiêu tiền, bởi vì nó tỉ nó mới lớn. Nên mình làm được, mình chia sẻ cho anh em. Hãy cố gắng tận dụng hết cái cuộc đời này, khi thời cơ đến. Thì tôi chúc mọi người và anh em, những ai có hoàn cảnh khó khăn hoặc là đủ ăn, trong tương lai các bạn gặp cơ hội 3 năm kiếm được 5 ngón tay, thì lúc ấy các bạn sẽ tin bằng Đình Tuấn. Nó nhanh như thế nào, tiền rớt vào túi anh em nó phải chạy nhanh như thế nào. Ví dụ tôi vừa làm đất, tôi vừa dạy học, tôi vừa bán hàng cho anh em, tôi chia sẻ một cái tâm sự, kể cả các bạn ghét hoặc các bạn không ủng hộ tôi nữa thôi. Từ đầu tháng 9 đến giờ, đúng không, dịch Covid tôi mở cửa lại. Từ tháng 9 đến giờ anh em biết bao nhiêu tháng, trong tay tôi ôm nửa tỷ.
chưa kể làm đất. Nó nhanh như thế nào là anh em biết rồi, từ tháng 9 đến giờ, bây giờ mới đầu tháng 12, hôm nay là mùng 2 tháng 12. Tôi xuất phát ra ngoài này là vừa rồi dịch là ngày 15 tháng 9. $500 triệu là nửa tỷ. Nó rơi vào trong túi là anh em biết nó nhanh như thế nào rồi, đúng không? Đó là cái lộc. Mình làm cái gì mình thắng cái đó. Mình thả cái này mình buôn này. Mình chỉ cần gì? Giới thiệu. Bởi vì bây giờ người ta cần bán, người ta liên hệ với mình. Người ta cần mua, người ta liên hệ với mình. Mình là ở trung gian. Nên cái duyên đến, giới thiệu phát, hai bên nó nhập lại nhau. Thế là tiền đều hai bên nó vào túi mình. Đó, cái cảm giác như vậy thì anh em sẽ, đó là cái thời đến. Rồi đêm nay sẽ là đêm cuối. Đó là cái thời đến. Bởi vì cái người cần bán không thể nào bán được, người ta phải nhờ anh em. Và người cần mua, người ta lại không mua được cái gì được, người ta lại cần anh em. Anh em ở giữa. Thế là vào chúng. Hai bên giao dịch thành công. Là các bạn biết lượng được bao nhiêu tiền rồi. Đó là cái may mắn chúng ta không cần phải bỏ vốn. Trên đời lâu lâu gặp cái may mắn là chuyện bình thường mà. Thì nó đơn giản như một con xe thôi. Nhiều người tin tưởng các bạn. Các bạn lại quen lái. Rồi đi tới coi xe chẳng hạn như vậy. Một người quá tin các bạn rồi. Thì người kia sẽ chất tiền cỏ cho các bạn. Xe máy các bạn biết con Dreamway mẹ đã kiếm vài trăm ngàn. Nó lên tới con AB các bạn phải kiếm hàng 500 cho tới 1 triệu. Lên tới SH. Và tùy theo cái giá các bạn ra nữa. Chân lật nhau giá của người bán nữa. Họ hỏi các bạn nói cái xe có vài chục triệu, đất nó hàng vài trăm triệu cho tới tỷ, cho tới 2 tỷ thì các bạn phải kiếm như thế nào. Đó là quy luật. Làm đất này cũng có sự may mắn, không may mắn thì cũng vỡ. Nhiều người ít tiền đất cũng đi làm cò, đi vay mượn. Cũng bày là ta đây làm con cò đất. Không gặp may mắn thì chết thôi. Nên làm cái gì phải có vốn. Hãy lấy đồng tiền của mình, đừng vay nợ. Khi mà nhiều các bạn có quyền vay, bởi vì lỡ các bạn chẳng sao chết. Các bạn có 4 lô đất, lỡ chết lô còn 3 lô. Nó vẫn là của mình. Có khi mà bây giờ chúng ta chẳng có cái gì, chúng ta liều ấy. Gọi là máu liều muốn thay đổi. Nguy hiểm cực kỳ. Nhưng anh em chúng ta đánh sóc đĩa, móc túi ra có 5 triệu, kết cái tiếng đấy, vã một phát hết, thua đứng dậy đi về, không vay, tiếp tục nó trở về số 0, đi làm bình thường. Còn bây giờ kết tiếng đấy không có tiền, nhờ thằng kia chuyên cho vay nặng lãi, nó biết mình. Bạn ơi, mình kết tiếng này cho mình mượn 5 triệu. Thế là đập vào thua. Ngày mai phải cống tiền lời. Đó. Tiền lãi. Tiền gốc. Đóng không kịp nó lại đẻ lên. Năm có thể lần lên 10 triệu. Còn bây giờ chúng ta có tiền mặt. Đó. Khoái ghiền tiếng đấy. Đánh. Đỏ thì lượng, đen thì đứng dậy đi về. Không ham. Đó là quy luật cờ bạc. Còn đương nhiên vào trong cờ bạc ai cũng ham. Nên chúng ta phải sinh ra nợ nần. Chết. Đó là cuộc chơi của Đình Tuấn từng trải cờ bạc. Từng là con nợ anh em ạ. Để bây giờ nó thông minh ra. Nó mới tỉnh táo. Mới không bị đam mê những cái đỏ đen. Để rồi dẫn đến những cái nợ nần trong cuộc sống này. Để chúng ta leo lên một tầm cao mới. Rồi chúc tất cả anh em luôn luôn thành công. Giàu thì hơn nữa. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh em nào ít tiền cố gắng. Chỉ biết thế thôi. Hãy tận dụng hết khả năng. FI cũng vậy. Hãy luyện. Và tích góp tiền mua những cái đồ linh kiện. Chờ xe vào là đọc. Chứ không phải chờ vào lại phải gọi khách hàng, lại ngồi đấy lại phải run, lại chờ người ta cầu cứu, máy bắt được ban bận, lại chạy pha pha ra tiệm phụ tùng khoảng vài chục cây mua được cái gì, cái bugi
à cũng mua bên sườn, những buji nhà hàng có, mua con TB về nhà ộp vào hết thời, vào phật một phát tay ga chết tivi, lắp vào một phát 850, khách hàng đưa hai tờ châu san thối lại 150, rung đùi, đúng là tay ga thì Tuấn live stream chuẩn không cần chỉnh, đúng, luyện để hôm nay cá vào câu dính, thì đương nhiên mới có đồ ăn ngon. Còn bây giờ vào mày cứ đi mò TB, hộp ga chẳng có mô bin, thế xui xui à, mở trong nhà ra có nhiều anh em bây giờ vẫn còn yếu, lấy cục mô bin sườn của Attila, của Jim Gươi cắm vào phát nổ sướng quá nhịp chân, tưng 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 tí là ức, tí đè lại mất lửa cao áp, tối thui hết, đời quá đen. Chúc anh em tránh rủi ro để mang lại sự thành công. Xin chào, bữa nào có cái dịp gì đấy chia sẻ nhiều. Mình đa năng đa dạng, kiến thức luôn luôn ngày phải thay đổi, tư duy luôn luôn phải mang lại cái mới, nó mới thành công. Còn cứ nhai đi nhai lại, nó sẽ cũ và sẽ bị nhàm chán. Kể con xe khách hàng mau vào phải bập nhả theo cái kiểu này, theo kiểu nhạc này, nhạc nghe nhiều quá, nhạc cũ nó sến, nó không khoái, đôi khi phải chơi remix. Đó, thế thôi. Cơm chưa mấy chú? Cơm chưa chú? Cơm chưa? Đúng, nên thời buổi này phải có tiền nói mới có người nghe, thằng không có tiền nói chẳng ai nghe đâu, giỏi cỡ nào thì giỏi có ai nghe. Bạn có mà bậc thầy ở trên mạng, bạn có là một giáo sư, một tiến sĩ, nhưng trong tay các bạn chỉ số 0, các bạn có giỏi như thế nào thì giỏi, nói sẽ không có người nghe. Bởi vì bạn giỏi như vậy, tại sao bạn nghèo? Ồ, bạn chiến lược tốt như vậy, sao bạn không thành công? Bạn giỏi về FI như vậy, tại sao bạn vẫn nghèo? Tại sao bạn hiểu về những con linh kiện như vậy? Tại sao mở xe ra vẫn bị sập tiệm? Nên sẽ không bao giờ thành công được ở cuộc đời này. Cuộc đời này phải làm được và phải có tiền. Nói thì có mới có người nghe. Tài không có tiền, nói chẳng ai nghe. Bởi vì biết là ông tài rồi, ông chẳng làm được, thì ông hướng dẫn tôi đi theo ông, thì tôi lại nghèo như ông à? Đấy, thế thôi. Thằng có tầm nhìn luôn luôn chơi với thằng tầm nhìn, để một là người ta bằng nhau, hai người ta phải học hơn, chẳng có nào chơi với thằng dốt cả. Bởi vì người ta cho kiến thức đi, nhưng người ta nhận lại ở đối phương, hai thằng đi nhậu lại, thằng kia chẳng có cái gì chia sẻ thằng này cả. Thì mẹ ngoài cứ hôm nay đá gà, mai chơi chim, chiều nay sổ con lô, chiều nay vào bờ. Với thằng này nó chỉ là muốn kiến thức để nó kiếm tiền, nhưng ngồi với thằng bạn nó chỉ có thế thôi, nên phải chấp nhận chào tạm biệt thằng bạn để gặp một người mới, để mang cho mình một cái tư duy mới, để chúng ta bước lên một cái bước nó thành công hơn. Anh em cảm thấy ok bấm cái ok. Đồng tình bấm cái ok, chúng ta chào nhau cái nhờ, hay hay chứ, chuẩn không cần chỉnh. Trời, anh em này lấy hàng rồi, mình phải lên toa cái đó. Địa chỉ anh em, rồi như đơn giản, Tuấn chơi với anh em chơi với Đình Tuấn, anh em ủng hộ hàng, mình chia sẻ, anh em nhận được kiến thức, ồ, anh em ủng hộ mình, lời món hàng 10.000, 20.000, 10 người mình có 100.000. Ở bằng vá ba cái lốp. Rồi món 20.000, 10 anh em ủng hộ thương Đình Tuấn, Đình Tuấn có 200.000. Rồi nhiều lúc anh em lại hưởng chung cả kiến thức, chúng ta chia sẻ lẫn nhau, mang lại cuộc sống này ấm no, thành công là cái vui rồi. Thế thôi. Đấy. Trần Hiếu Phương, xin chào anh trai, để chiều nay gửi hàng cho anh nhá. Rồi, thank you toàn thể anh em. Ủng hộ cái gì coi lại comment, comment ủng hộ. Xin chào anh Trần. An Thu vừa rồi anh lấy cái gì anh comment, anh ủng hộ em cái nhỉ. An Thu ơi,
Anh Thu ơi, anh có nghe em nói gì không? Anh nhắn tin vào Zalo cho em cái. Bữa em thấy anh comment ủng hộ gì mà em quên rồi. À, anh Nguyễn Thu nhá. Tí ủng hộ em cùng Mobin đi. Em kiếm vài đồng mua canxi uống. Nha, yeah. Ok, xin chào anh trai. Xin chào mọi người. Chúc cả nhà buổi trưa ăn cơm ngon miệng nha.